Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi hân hạnh được gặp lại quý khán giả trong chương trình hàng tuần Người dân và Chính phủ phối hợp giữa Trung tâm Truyền hình Thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Kính thưa quý vị, thực hiện Nghị quyết 11 năm 2011 của Chính phủ thì nhiều văn bản quy định liên quan đến tái cấu trúc đầu tư công đã được ban hành và thực thi. Trải qua những năm đầu nhiều khó khăn thách thức, nhưng đến nay thì việc quản lý tốt hơn nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư công ở các bộ ngành và địa phương đã góp phần hạn chế đáng kể tình trạng đầu tư tràn lan, thiếu kế hoạch thực tiễn, gây lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Liên quan đến mối quan tâm của dư luận xung quanh vấn đề đầu tư công, chúng tôi đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về kết quả tính đến thời điểm này, những khó khăn trong quá trình thực hiện phối hợp giữa trung ương và địa phương, làm thế nào để hạn chế tình trạng xin cho phê duyệt thực hiện nhưng lại để dự án kéo dài hoặc bỏ dở, việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, sự giám sát của người dân. Chúng tôi cũng xin dành hầu như toàn bộ thời lượng của chương trình tuần này cho cuộc đối thoại với người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Xin cảm ơn Bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình. Thưa Bộ trưởng, một trong những bước đi đầu tiên để thực hiện chương trình tái đầu tư công là thực hiện Nghị quyết 11 vào ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ. Vậy cho đến nay đã là 3 năm. Xin Bộ trưởng đánh giá về những kết quả đã đạt được. Nghị quyết 11 vào ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ là một cái nghị quyết rất là toàn diện. Đây là một cái dấu mốc để chuyển từ một cái những cái chủ trương trước đây của chúng ta là phát triển nhanh và bền vững sang một chủ trương mới phù hợp với tình hình chung của cái thế giới cũng như là cái nội tại của kinh tế Việt Nam, đó là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý. Cái nghị quyết 1 nó là toàn diện như vậy, với 8 nội dung rất là quan trọng, xuyên suốt để có được những vấn đề, để giải quyết những vấn đề nêu trên. Trong cái tất cả những vấn đề đó thì có một nội dung liên quan đến cái đầu tư. Đó chính là cần phải có cái thiết chặt hơn nữa cái chính sách tiền tệ. Và đồng thời là cũng kiểm soát chặt chẽ hơn cái đầu tư công. Đây là bước khởi đầu, có thể nói đây là bước khởi đầu trong cái chủ trương. Và trong nghị quyết 11 thì nêu lên 3 cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là phải hạn chế và giảm bớt cái tổng mức đầu tư công để góp phần kiềm chế lạm phát. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đấy, trong cái nghị quyết 11 này đấy, là cần phải có một cái chế tài kiểm soát chặt chẽ để đầu tư công có hiệu quả hơn, hạn chế việc đầu tư tràn lan dở dang. Và vấn đề thứ ba là tạm dừng lại tất cả những cái khởi công mới trong cái năm 2011. Đấy là ba cái nội dung chính của cái nghị quyết 1 liên quan đến cái đầu tư công. Ngay sau khi mà thực hiện nghị quyết 1 thì chúng ta sẽ đã tiếp tục, chính phủ tiếp tục triển khai một loạt những cái văn bản khác để quy định về cái đầu tư công. Thì trong đó thì có thể nói rằng là trong năm 2011, 12 và 13 tổng vốn đầu tư công chúng ta đều giảm đi. Và cái tỷ trọng thì năm sau giảm nhiều hơn năm trước. Nghĩa là cái tỷ trọng đầu tư công của chúng ta là thấp hơn. Có thể nói là lượng tiền tung ra về đầu tư công giảm đi. Thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều các chế tài để mà quản lý cái việc đầu tư công nó có hiệu quả hơn, hạn chế cái việc là đầu tư dàn trải và kém hiệu quả. Và cái số lượng các cái dự án mà khởi công mới trong 3 năm qua liên tục giảm để dồn vốn của chúng ta cho hoàn thành các công trình dở dang và để nhanh chóng đưa nó vào sử dụng, nâng cao hiệu quả. Và tôi có thể nói rằng là trong cái giai đoạn trước đây thì là cái hệ số ICO của chúng ta là vào khoảng 7,3%. Nhưng mà trong 3 năm vừa qua chúng ta giảm xuống chỉ còn 5,6% thôi. Đấy là một trong những thành công, là vốn vẫn ít nhưng mà chúng ta vẫn đảm bảo về cái tăng trưởng. Mặc dù nền kinh tế chúng ta tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, nhưng mà như vậy đồng vốn chúng ta đã bước đầu sử dụng có hiệu quả hơn. Vâng, vậy thì thưa Bộ trưởng, nếu cần ý kiến đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về ý kiến cho rằng là việc tái đầu tư công mới chỉ là đề bài, mới chỉ là yêu cầu, còn việc triển khai chưa được quyết liệt, chưa được mạnh mẽ, thì Bộ trưởng sẽ trả lời như thế nào?
Tôi nói bởi vì là nghị quyết 11 không phải nghị quyết chuyên đề về đầu tư công. Mà trong 3 năm qua cái dấu ấn quan trọng nhất để mà thay đổi cơ bản về vấn đề đầu tư công, để hạn chế dàn trải, nâng cao hiệu quả, thì nó là chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 15 tháng 10 năm 2011. Đây là một cái chỉ thị về tăng cường quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ trong đầu tư công. Thì đây là một chỉ thị quy định rất nhiều cái mới và rất chi tiết. Cho nên là cái đánh giá nghị quyết 11 thì tôi chỉ nói những vấn đề nét lớn như thế thôi. Chứ còn chính ra trong suốt những năm vừa qua thì chỉ thị 1792 mới là cái điều mà đưa ra những đột phá trong cái đầu tư công. Ở trong này quy định rất nhiều về những cái chế tài mà trước đây chúng ta chưa đặt ra. Thí dụ như là ai ký quyết định thì phải đảm bảo có cái nguồn lực thực hiện. Chứ anh không được là có phân cấp cho anh là người thẩm quyền được quyết định là đầu tư công trình này, đầu tư công trình kia mà anh không có tiền, anh cũng không biết anh có bao tiền, anh cứ ký, cứ cho làm để rồi nợ tràn lan ra. Thứ hai nữa là ở đây quy định rằng là muốn đảm bảo cái sự là vẫn giao cho các cái địa phương được cái quyền là quản lý về quyết định danh mục đầu tư, quyết định tổng mức đầu tư và phê duyệt các dự án, kể cả từ dự án nhóm A, thì có cái chế tài nào để chính phủ trung ương kiểm soát được cái phân cấp này thì trước đây không có. Và bây giờ trong chỉ thị 1792 mới có quy định là trung ương vẫn đảm bảo phân cấp đó, nhưng trung ương phải có một cái chế tài là giám sát cái này, đó là thẩm định dự án đầu tư. Khi anh muốn quyết định dự án đầu tư mới, anh phải được báo cáo cấp có thẩm quyền, mà trực tiếp là Bộ Kế Đầu Tư và Bộ Tài Chính xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ rằng cái dự án này thì có đủ tiền để làm không và có nên làm không. Đấy là vấn đề, và nếu không thì không cho làm, cũng là rất mới. Rồi là có những quy định rất là chặt chẽ là dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C thì phải đầu tư hoàn thành trong bao nhiêu năm. Dụ nhóm B là không quá 5 năm là phải bố trí đủ vốn cho nó hoàn thành, chứ không được kéo dài như vừa qua. Rồi nhóm C không quá 3 năm là những cái chế tài rất rõ ràng. Và nếu kiểm soát rằng là trong 3 năm ấy anh không bố trí đủ vốn cho cái công trình nhóm C thì sẽ có chế tài để xử lý cái này. Và cấp trên có thể là dừng dự án hoặc yêu cầu là can thiệp vào việc bố trí cho nó đủ, chứ không để dàn trải. Vân vân và vân vân, có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều rồi những thứ tự ưu tiên trong cái sắp xếp như thế nào. Ví dụ như hàng năm bố trí, phải bố trí là cho ưu tiên cho những công trình mà đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước để thanh toán khối nợ trên cơ bản để đỡ khó khăn cho doanh nghiệp người ta làm. Còn thừa tiền mới được bố trí cho công trình dở dang. Sau rồi dở dang hết bố trí đủ rồi theo các quy định như trên thì mới được bố trí cho các công trình mới. Và mới thì phải chứng minh được cái tính hiệu quả của nó, phải thẩm định, vân vân và vân vân. Có thể nói rằng là những cái điều này là những cái điều mà đã đánh trúng vào những cái hạn chế yếu kém và những nguyên nhân gây ra những cái tình trạng là dàn trải, rồi là những cái tình trạng là không hiệu quả, kéo dài dự án. Ngoài ra đấy thì trong lĩnh vực đầu tư công không phải chỉ có một việc như vậy, mà chính phủ còn đưa ra rất nhiều giải pháp rất căn cơ và phải nói là lần đầu tiên chúng ta làm. Đó là vấn đề chuyển từ kế hoạch đầu tư hàng năm trong đầu tư xây dựng cơ bản sang đầu tư trung hạn. Đây là biện pháp cơ chế minh bạch nhất và chống tiêu cực, chống tham nhũng lãng phí, chống chạy trọt trong đầu tư. Vì sao? Vì trước đây chúng ta bố trí vốn đầu tư là theo hàng năm, nhưng công trình thì kéo dài 5 đến 7 năm mới xong một công trình. Ít nhất cũng phải là 3 năm mới xong công trình nhóm C. Bình quân là 5 đến 6, 7 năm chúng ta bố trí mới xong một công trình nhóm B. Còn nhóm A còn dài hơn nhiều. Vậy mà chủ đầu tư không biết mình có bao nhiêu tiền. Năm nay được bố trí từng ngày, biết từng ngày, năm sau lại trông chờ đi xin xem được bao nhiêu. Và nếu như chúng ta không chủ động được cái điều này đấy, thì chúng ta không thể bao giờ tạo ra một cái hiệu quả trong đầu tư cả. Khi mà một người mà làm chủ trương đầu tư mà không biết mình có bao nhiêu tiền. Thứ hai là nếu như mà hàng năm cứ phải đi xin như vậy, thì tạo ra cái tiêu cực. Đương nhiên là tiêu cực. Và không minh bạch, và thậm chí sử dụng vốn không hiệu quả nữa, bởi vì là gian trải. Cho nên việc chuyển sang quyết định là đầu tư theo kế hoạch trung hạn, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn là một cái quyết sách rất mạnh mẽ. Tôi có thể nói
và còn nhiều vấn đề khác nữa mà chúng ta đã triển khai trong thời gian qua. Và đấy chính là những cái hoạt động rất tích cực trong cái đầu tư công. Và nếu như nói rằng là mới chỉ là đề bài thì không đúng. Và đấy đã đang đi vào cuộc sống và đang ngăn chặn lại một cái xu thế và chúng ta làm rất căn cơ và rất bài bản. Vâng, vậy thưa Bộ trưởng, ngày càng minh bạch hóa, có kế hoạch trung hạn, thậm chí dài hạn. Nhưng trong cái tiến trình để tái đầu tư công có việc rà soát và xem xét lại những dự án đang triển khai, những dự án đã được ghi vốn. Trong khi cái việc đấy thì liên quan nhiều đến bộ ngành và các địa phương. Vậy thì về phía Bộ Kế hoạch Đầu tư có gặp khó khăn, có gặp những vấn đề tế nhị gì không với cái vai trò trọng tài hay là thẩm định và tham mưu? Đúng là nói rằng là những cái quy định chế tài này thì đã rất rõ ràng. Nhưng mà không phải tất cả mọi địa phương, tất cả mọi cấp, mọi ngành người ta đều thực hiện cách nghiêm túc. Bởi vì người ta bị rất nhiều sức ép. Và phải nói rằng là chúng ta đã quen một cái cách làm rằng là quyết định, được quyền quyết định, được quyền bố trí và rất nhiều vấn đề. Cho nên không phải ngay lập tức tất cả các địa phương và các bộ ngành đều chấp hành một cách nghiêm chỉnh giám sát cái này. Không phải. Mà những năm đầu tiên năm 2012 làm kế hoạch 12 thì thực hiện một chỉ thị 1792 là vô cùng cam go. Đẩy lên đẩy xuống giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cái địa phương rất là căng thẳng. Bởi vì cũng chưa quen. Và họ đang phải chịu áp lực về rất nhiều công trình dở dang và chịu áp lực là muốn khởi công mới rất nhiều. Mặc dù tiến ít nhưng vẫn muốn khởi công mới. Vì dự án đã được thông qua, dự án đã được cấp này cấp kia cho ý kiến rất nhiều vấn đề. Cho nên đấy là những cuộc rất cam go, phải nói năm đầu tiên năm 2012, cái kế hoạch đó chúng tôi phải nói là chậm giao kế hoạch. Quốc hội có phê bình, nhưng mà chúng tôi nhận khuyết điểm là chậm, chịu chậm, nhưng mà kiên quyết lập lại trật tự. Và năm đó thì cũng còn rất nhiều công trình mà không kiểm soát nhưng chưa chế tài chặt chẽ được. Cái tỷ lệ chấp hành cái 1792 là không được như ý muốn. Và còn phải có thêm một cái biểu gọi là biểu giao sai, mà biểu mà bố trí chưa đúng và chưa giao. Và để mãi sau mới giao. Còn những năm 2013, kế hoạch 2013 và kế hoạch 2014 thì tình hình rất tốt, có thể nói rất tốt. Năm 2013 có tới 96,5% số tổng số vốn của cái hỗ trợ trung ương cho các địa phương là chấp hành theo cái này, tốt. Và năm nay thì cái số đó tỷ lệ còn cao hơn. Có nghĩa là các địa phương và các bộ ngành đã nhận thấy lợi ích của vấn này và cũng đã quen với cái chế tài này. Và họ cũng tự nhận ý thức được rằng là cần phải làm như vậy thì mới đỡ đầy đại hậu quả. Nhưng ngoài vấn đề đã đạt được những mặt tích cực tác động đến các bộ ngành địa phương liên quan đầu tư công, thì trong chỉ thị 1792 có nhắc rằng những ai mà ký vào các dự án đầu tư thì phải có trách nhiệm về mặt hoàn thiện cái dự án đấy, tránh đầu tư lãng phí, chậm tiến độ. Thì cho đến nay theo quan sát của Bộ trưởng đã có những trường hợp nào bị xử lý căn cứ trên chỉ thị 1792 chưa? Trước hết là Bộ Kế đầu tư đã tổ chức rất nhiều đoàn thanh tra giám sát để kết luận về chỉ thị 1792 về chấp hành. Và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư đã ký rất nhiều các kết luận về các cái bộ ngành và các địa phương về vấn đề này. Thì cho đến nay thì phải nói rằng là những cái kết luận đó cũng đã chỉ ra rất nhiều các cái sai phạm ở trong các cái bố trí không đúng theo chỉ thị này. Tuy nhiên ở đây thì nó cái cấp độ của nó là ở mức mà nó đang ở cái mức là xử lý về mặt hành chính nhắc nhở thôi. Đến phút này thì đúng là chưa có một ai bị xử lý cả, bởi vì thời gian của chúng ta chưa dài và vẫn đang tiếp tục kiểm tra nhắc nhở. Và chúng tôi nghĩ rằng là cũng mong rằng là chính phủ thì phải làm nghiêm để duy trì kỷ cương và để chấp hành, nhưng mà không mong muốn có kỷ luật. Có kỷ luật có nghĩa là chúng ta đã chấp hành không nghiêm và có nhiều cái làm sai phạm lớn. Và chúng tôi nghĩ rằng là phải thanh tra kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở thường xuyên và dùng những biện pháp nếu bố trí sai cắt vốn, hoặc là dồn ngay lập tức yêu cầu thủ tướng dồn vốn cho những vốn hoàn thành để nó không gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thay vì để không kiểm tra gây hậu quả nghiêm trọng rồi mang ra xử lý họ là cái điều đáng tiếc, và chúng tôi đang quyết tâm làm điều này. Còn tuy nhiên nếu ai mà vẫn cố tình mà làm những chuyện đó thì tôi nghĩ là tùy theo cấp độ thì có thể là phải có xử lý. Vâng, công khai, minh bạch, khoa học hơn, bao gồm cả vấn đề tính toán về thời gian. Nhưng về cái cạnh nhìn
bên ngoài thì hình dung tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ là siết chặt các khoản đầu tư mà lãng phí dàn trải, nhưng còn một mặt khác đó là phải huy động vốn để thực hiện các dự án mới cần thiết và các dự án trọng điểm cần phải hoàn thiện. Thì hiện nay có cái khó khăn như thế nào về huy động vốn thưa Bộ trưởng? Giảm dần cái tỷ trọng đầu tư công trong tổng mức đầu tư toàn xã hội là một chủ trương đúng, nhưng mà giảm đến mức độ nào? Thế thì bây giờ nếu chúng ta cứ trồng ngân sách thì dù ngân sách chúng ta cứ tăng bao nhiêu phần trăm đi thì cũng không bao giờ đáp ứng được cái nhu cầu to lớn như vậy. Cho nên một trong những giải pháp rất quan trọng đó là chúng ta phải huy động được nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước tham gia vào xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội của đất nước và cung ứng các dịch vụ công cho đất nước. Thay vì trước đây chúng ta chủ yếu dựa vào cái nguồn ngân sách này thì chúng ta phải mở rộng ra cái đó. Thì đấy là cái điều quan trọng. Một là chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh để có được nguồn thu ngân sách nhiều để bố trí cho đầu tư công của chúng ta bằng nguồn ngân sách tăng lên hàng năm. Đấy là một yêu cầu. Nhưng mà cái đó không thể đáp ứng được. Và càng ngày nó càng không đáp ứng được cái yêu cầu lớn hơn của cái sự phát triển của đất nước. Cho nên là chúng ta phải mở ra một chương mới. Đó là vấn đề cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào. Mà trọng tâm là đầu tư của tư nhân. Nghĩa là ngoài nhà nước. Và tư nhân thì có cả hai cái khu vực, đó là khu vực trong nước và khu vực nước ngoài. Thì vừa qua đấy, chúng ta làm cái điều này được ít, rất ít. Tất cả các địa phương và các bộ ngành thì đều trông cậy vào nguồn vốn đầu tư của nhà nước để đầu tư công. Mặc dù nhà nước đã có rất nhiều cái khuyến khích là cho các thành kinh tế đầu tư vào, lĩnh vực tư nhân đầu tư vào, nhưng mà khung pháp lý cũng chưa hoàn thiện và tính đảm bảo ổn định cũng như là hiệu quả để cho cái đầu tư công, đầu tư từ cái các khu vực ngoài nhà nước vào là cũng chưa được nhiều. Tôi nói thí dụ như là bây giờ thì bệnh viện chúng ta sập sệ như vậy, tôi nói như vậy. Vì đấy, bao nhiêu phóng sự là 5 người một giường, 3 người một giường. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta nếu như mà cho tư nhân người ta làm bệnh viện cũng được sao? Nếu như người ta quản lý tốt, người ta có cũng là các bác sĩ đào tạo bài bản, cũng là các chuyên gia làm ở đây. Thế thì bây giờ vấn đề làm thế nào để có những khung pháp lý để có thể là cho mọi người có thể là ví dụ như là về khung chính trách là đảm bảo cho người ta là đầu tư vào là người ta có thể thu được hiệu quả. Rồi là những cái quy định là giao cái đất sạch cho người ta để làm bệnh viện ưu tiên, vân vân. Rồi là trường mầm non tư thục, rồi là trường tiểu học tư thục, rồi là rất nhiều lĩnh vực, kể cả cầu cảng, kể cả đường cao tốc, người ta đều làm mà người ta thu phí. Tất cả những vấn đề đó là cần phải mở ra. Thì đây chính là một nội dung quan trọng trong đổi mới đầu tư công mà chính phủ đang làm, trực tiếp giao cho Bộ Kế đầu tư soạn thảo những cái văn bản pháp luật này. Thì chúng tôi đang soạn thảo hợp nhất cái nghị định 108 về hướng dẫn cái đầu luật đầu tư cùng với cái quyết định 71 về thí điểm cái đối tác công tư thành một cái nghị định chung gọi là nghị định về PPP, nghĩa là nghị định về đối tác công tư, để khuyến khích cái lĩnh vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào trong cái đầu tư xây dựng các cái kết cấu hạ tầng lớn cũng như là các cái dịch vụ cung ứng công, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như là cấp nước sinh hoạt cho nông nghiệp, cho cái vùng nông thôn, rồi là xử lý rác thải ở đô thị, cung cấp nước sạch trong đô thị, rồi là xây dựng các cái hạ tầng lớn như là đường xá, sân bay, bến cảng là được tham gia. Và mục tiêu chúng ta nhằm không phải chỉ có doanh nghiệp trong nước đâu, vì doanh nghiệp trong nước chúng ta nguồn lực cũng nhỏ thôi, mà chính là nhằm nguồn lực của những tập đoàn lớn nước ngoài, người ta có đầy kinh nghiệm và nguồn lực, người ta sẽ tham gia vào cái này. Đấy là cửa mở, đấy là điều quan trọng nhất. Vâng, thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng vừa nói một ý là các địa phương đang được trao rất nhiều quyền, các hình thức văn bản cũng rất là nhiều từ chính phủ, bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, nói một cách ngắn gọn, có tính nguyên tắc liên quan đến đầu tư công làm sao cho hiệu quả nhất, tránh dàn trải, lãng phí, một cái thông điệp ngắn gọn mà người dân có thể qua đó để giám sát các công trình tại địa phương, thì Bộ trưởng có thể nói một vài cái nguyên tắc như thế nào? Điều quan trọng nhất trong cái đầu tư công bây giờ đó là vấn đề minh bạch. Minh bạch ở đây thì chúng ta phải làm nhiều việc, nhưng tôi nói một là phải có một cái cơ chế công khai. Mà cái đầu tiên là kế hoạch đầu tư trung hạn được công bố. Cái đầu tư trung hạn này là tổng mức đầu tư cho 5 năm cho một địa phương là bao nhiêu và những dự án công trình quan trọng sẽ được lựa chọn theo những tiêu chí của nó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là những cái quy định chế tài chặt chẽ trong 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 chế tài.
thì cái tại kỳ họp thứ 6 này thì Quốc hội đã chính phủ đã trình Quốc hội luật đầu tư công. Trong luật đầu tư công có rất nhiều điểm mới. Mà một trong điểm mới rất quan trọng đó là chủ trương đầu tư. Trước đây chúng ta quyết định một cái chủ trương đầu tư rất dễ. Đó là ví dụ như là người có thẩm quyền được trao như vậy, quyết định muốn làm con đường này là làm, làm cái chợ này là làm, có cái hiệu quả thấp. Bây giờ phải có chế tài là muốn có được cái quyết định đó phải có những quy trình để nghiên cứu xem cái dự án này nó hiệu quả không hay không hiệu quả, nó cần thiết hay không cần thiết, và tổng mức đầu tư như vậy thì chúng ta có thể làm được không làm được, và phải có quy trình Hà Nội, có quy trình cho các cấp này quyết định, chứ không thể quyết định một cách tùy hứng được. Đấy là rất quan trọng. Đây là khâu mà có thể chống lãng phí thất thoát lớn nhất, bởi vì không lãng phí nào bằng lãng phí trong cái chủ trương đầu tư sai. Thứ hai là kế hoạch trung hạn rõ ràng minh bạch. Thứ ba là phải có cơ quan kiểm soát các cái này, phải có chế tài kiểm soát. Kiểm soát anh làm nhưng phải có người kiểm soát anh. Thế còn tất nhiên là cho ở trong luật đầu tư người ta cũng có ý là muốn cho các cái cộng đồng tham gia vào, thì hoàn toàn đồng tình. Chúng tôi sẽ tới để sẽ bổ sung cái vấn đề này trong cái luật đầu tư công, là trong thanh tra giám sát thì phải làm sao công khai minh bạch, nhưng mà tôi nghĩ rằng là làm sao phải đưa ra nó thực tiễn, nó có hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng. Nhân dịp kết thúc một năm tài khoá và bắt đầu một năm tài khoá mới, những người làm chương trình xin kính chúc Bộ trưởng sức khỏe và những thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn. Trong cuộc trao đổi bên lề với chúng tôi thì Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng cho biết thêm là trong chuyến công tác gần đây, người Pháp còn nói với ông rằng là họ đã đầu tư cho cơ sở hạ tầng trên quy mô cả nước hàng trăm năm nay, nay thì chỉ tập trung cho các công trình lớn, nâng cấp và hiện đại hóa. Tuy nhiên Việt Nam vào thời điểm hiện nay phải giải bài toán khác khi mà cơ sở hạ tầng còn lạc hậu manh mún, trong khi nguồn vốn thì hạn hẹp. Do vậy bài toán minh bạch hóa chính sách, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thu hút mạnh các nguồn lực ngoài ngân sách gần như phải song hành. Chương trình tái cấu trúc đầu tư công nhằm khắc phục tình trạng yếu kém tồn tại hàng chục năm nay, gây thất thoát lãng phí, tạo kẽ hở cho tham nhũng hối lộ khiến dư luận bức xúc. Những văn bản hiện nay cũng như luật đầu tư công đang được xúc tiến trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp năm sau sẽ tạo nền tảng minh bạch hóa, luật hóa lĩnh vực đầu tư quan trọng này. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin hân hạnh được gặp lại quý khán giả trong các chương trình Người dân và Chính phủ hàng tuần. Chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý vị tại địa chỉ thư điện tử của chương trình Người dân và Chính phủ a@chinhphu.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.